Hello các bác nhé, nhân dịp có anh khách ở An Giang đặt một lúc 4 cái liền thì mình cũng tranh thủ làm cái video để khoe với các bác. Đây, con dao gấp M390. Dao này thì bác nào xem kênh của em thì chắc cũng biết cái loại này rồi. Nó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, kết cấu rất là đơn giản, nhưng mà chỉ có điều ăn tiền ở cái chỗ chất thép của lưỡi dao là thép M390. Thì thép M390 là cái gì, vì sao mà nó lại đắt, vì sao mà nó lại chất lượng thì các bác cứ lên Google search nhé. Còn nói thì em đã nói ở các cái video trước rồi, em không nhắc lại nữa. Tranh thủ đây test để quay cái video này gửi cho cái bác khách, cái bác cái xem trước thì em đóng gói em gửi hàng. Thì đợt dịch này đặt hàng cũng hơi lâu các bạn ạ. Dịch này đặt hàng thì cũng phải mất hơn 2 tuần. Thế cái ông khách này ông ấy đặt của em phải hơn nửa tháng rồi thì mới xong được 4 con nó về về. Test cho các bác xem này. Thì các bác biết là mua hàng bên em thì em đóng gói như thế nào. Nói chung là trước khi gửi hàng thì mình nên cẩn thận, mình nên check lại, không đến xem có lỗi lầm gì không, có góc chiết ở chỗ nào không, còn có mở ghê những cái đấy thì mình sẽ chỉnh lại sau. Cái mà mình phát hiện ra trong cái lúc test lần cuối thì mình sẽ sửa lại cho nó hoàn hảo. Đến lúc đến tay khách rồi mà may nó lỗi rồi gửi đi rồi gửi lại rất là phiền. Cơ bản là đã rất là ok rồi đấy, không còn gì để nói nhiều. Cái này các bác nào mà mua về tặng quà tặng thì cũng rất là đẹp nhé. Nên em trước khi gửi hàng thì đóng một cái hộp cho nó thực tế. Kiện thì bên em có tặng kèm cái bao da như này nhé. Nói chung là cái bao da này da bò 100% nhé, không phải da nhé. Thì hộp tay rất là đẹp, da bò 100% luôn, chất lượng luôn. Da tặng kèm. Đó, một cái hộp thành phẩm bên em gửi đến tay khách là như thế này. Thì tất nhiên là bên ngoài bọn em sẽ bọc thêm một cái lớp gọi là giấy chống sốc, rồi giấy kiểu xốp nổ ấy, để cho nó đẹp cái hộp, bọc thêm một lớp bìa các tông nữa. Bác nào muốn đặt cái dòng dao này thì cứ liên hệ trước khoảng tuần 2 tuần nhé. Như bác này bác đặt 4 cây để tặng này thì bác cái nhắn hơi muộn, nhưng cần ra giao hàng nó gấp. Bác nhắn thì nhắn trước khoảng 2 tuần là đẹp. Đợt này Covid mà, bình thường không Covid thì chỉ khoảng 1 tuần đấy, 1 tuần là quá 2.
Covid thì đâm ra là ví dụ như là hàng có chậm mà gửi từ Bắc vào Nam thì cũng mất thêm một tuần nữa, thế thành ra mất tháng. Mang là muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin vào cái địa chỉ Facebook mà bên em để bên dưới nhé, nhắn tin đấy cho em. Còn các bác mà muốn xem thêm các cái mẫu khác thì cũng có thể lên cái trang Facebook của em để xem. Ví dụ như là cái mẫu kiếm Nhật này, đây là bên em là cái mẫu mới nhất. Đặt cho khách thì hôm trước cũng đã làm riêng một cái video để khoe với các bác rồi đó. Con này nói cực kỳ hiếm người đặt. Sắt như chấm kim loại, đảm bảo mẻ. Chẳng may mưa gió.